Trong câu số 11, chúng ta sẽ dựa vào những từ keywords sau đây. Từ đầu tiên chúng ta có thể thấy đó là từ damage to food. Tiếp theo đó là climate change. Damage to food có nghĩa là sự phá hủy đối với mùa màng thức ăn. Và tiếp theo là climate change, đó là thay đổi thời tiết. Như vậy chúng ta sẽ phải tìm một đoạn văn miêu tả nội dung về ảnh hưởng của thay đổi thời tiết đến thức ăn. Chuyển sang đoạn văn, chúng ta có thể tìm thấy từ climate change được thay đổi bằng từ changing climate, thời tiết thay đổi. Tiếp theo, họ sẽ đưa ra một số ví dụ của việc thay đổi thời tiết, ví dụ như là massive floods hay là long drought. Động từ chính của câu này đó là take their toll và destroying. Take their toll có nghĩa là có ảnh hưởng xấu, destroying có nghĩa là phá hủy, có ảnh hưởng xấu hoặc là phá hủy đến hàng triệu tấn mùa màng có giá trị. Có nghĩa là sự phá hủy đối với thức ăn mùa màng, đối với thức ăn hoặc là mùa màng được gây ra bởi, bị gây ra bởi thay đổi thời tiết. Như vậy, đáp án của câu số 11 này đó là true. Sau khi đã trả lời được câu số 11, chúng ta sẽ có một số kiến thức sau đây. Đầu tiên đó là từ take their toll on something. Tiếp theo, từ take their toll này cũng thể thay thế bằng từ do damage. Take their toll phải đi với giới từ on và do damage phải đi với giới từ to. Chúng ta sẽ học qua một ví dụ sau đây. Illness take a heavy toll on her health. Có nghĩa là bệnh tật đã có một ảnh hưởng xấu, đã có ảnh hưởng xấu đến cho sức khỏe của cô ta. Từ heavy toll này để nhấn mạnh đây là ảnh hưởng nặng nề đến cho sức khỏe của cô ta. Như vậy, từ take toll on something đồng nghĩa với từ do damage to something, có nghĩa là phá hủy hoặc là có ảnh hưởng xấu